Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm triển khai các hoạt động hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị, thiết kế mẫu mã và tổ chức bình chọn, mới đây, Sở Công Thương tỉnh đã công bố bộ sưu tập hàng lưu niệm quà tặng Huế gồm 54 sản phẩm của 43 cơ sở doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn. Bộ sưu tập này mở ra cơ hội quảng bá và đáp ứng nhu cầu của du khách chọn quà tặng lưu niệm khi đến Huế, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau khi Ủy ban dân tỉnh phát động phong trào sản xuất hàng quà tặng lưu niệm Huế, Chùa Vàng Thuận Thành Duy Mông bắt tay sản xuất các sản phẩm quà tặng lưu niệm mang nét đặc trưng của vùng đất cổ đô, đồng thời lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra những món quà ý nghĩa, có giá cả hợp lý phục vụ du khách. Sau hơn nửa năm thử nghiệm, tháng 7 năm 2018, ba sản phẩm lần lượt ra lò, đó là tranh đài nồi 3D, tranh linh mù và trâm cài áo. Các sản phẩm này được sản xuất từ chất liệu đông mà vàng, có giá từ 50.000 đến 1,7 triệu đồng một sản phẩm, nên thu hút nhiều khách hàng lựa chọn. Hiện nay, những sản phẩm này được trưng bày giới thiệu sản phẩm Tình Tâm Kim Cổ nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Huế. Song để quảng bá và giới thiệu rộng rãi đến với du khách, các sản phẩm lưu niệm quà tặng nằm trong bộ sưu tập cần có một địa điểm trưng bày quy mô lớn nằm ở trung tâm thành phố Huế để giới thiệu toàn bộ bộ sưu tập hàng lưu niệm quà tặng. Có như vậy, sản phẩm do các nghệ nhân làm ra mới đến được tay du khách với giá cả hợp lý. Nhưng tôi thì cũng rất là cũng nghiên cứu và cũng là phát triển thêm những cái sản phẩm và cái quà tặng càng ngày là càng phong phú thêm nữa để cho cái mỗi khi du khách đến Huế và những mang được cái quà tặng của Huế mình thì chúng tôi là cũng đang là trên đà để phát triển để là tìm thêm những cái sản phẩm và những cái mẫu mã là phát triển hơn nữa. Cùng với Thuận Thành Duy Mông, doanh nghiệp có hai sản phẩm được lựa chọn đưa vào bộ sưu tập hàng lưu niệm quà tặng, đó là tranh thêu và áo dài. Hiện doanh nghiệp tư nhân thêu may Đoan Trang đang nỗ lực cải tiến mẫu mã tranh, đầu tư vốn chuẩn bị nhiều mẫu vải áo dài đẹp mắt để phục vụ khách hàng. Theo doanh nghiệp, được lựa chọn đưa vào bộ sưu tập là cơ hội lớn để quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra của doanh nghiệp là cần có một khu trưng bày sản phẩm và thao diễn nghề ở khu vực trung tâm, nơi có nhiều khách du lịch qua lại để phát huy giá trị và khơi dậy tiềm năng cho các sản phẩm làng nghề. Bởi bên cạnh những thuận lợi, doanh nghiệp đang gặp không ít khó khăn do địa điểm trưng bày không nằm trong khu trung tâm thành phố, nên số lượng khách tìm đến với cơ sở chưa nhiều. Các cái sản phẩm của chúng tôi rất là mong được trưng bày ở nơi trang trọng và làm sao đó để cho du khách đến họ thấy được và họ hiểu được Huế chúng ta như thế nào và văn hóa chúng ta như thế nào. Cho nên là cố gắng là tỉnh nhà phải có một cái nơi để mà trưng bày các cái sản phẩm của chúng tôi và trưng bày một cách trang trọng thì du khách đến đấy họ sẽ thưởng thức được và họ sẽ mong muốn mang những cái đó về để làm quà tặng. Theo báo cáo của Sở Công Thương, năm 2018, toàn tỉnh có 54 sản phẩm của 43 doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh hàng đặc sản thủ công mỹ nghệ được lựa chọn đưa vào bộ sưu tập hàng lưu niệm quà tặng để phục vụ du khách như mè sừng, mây tre đan bao la, dầu tràm. Cùng với việc công bố bộ sưu tập hàng lưu niệm quà tặng Huế, hiện Sở Công Thương đang triển khai kế hoạch phát triển hàng lưu niệm quà tặng năm 2018 nhằm phát triển các mẫu sản phẩm bao bì sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản làm hàng lưu niệm quà tặng phục vụ du lịch. Qua đó, góp phần khôi phục và phát triển các nghề thủ công mỹ nghệ, thủ công truyền thống và các sản phẩm đặc sản Huế làm hàng lưu niệm quà tặng, thúc đẩy chương trình nông thôn mới. Đối với sản phẩm của chúng tôi thì tôi luôn luôn nâng cao cái chất lượng sản phẩm và tạo ra những cái mẫu để vừa lòng khách hàng và làm quà tặng cho các nơi khác rất là đẹp mắt. Với mục tiêu là hình thành một cái bộ sưu tập có các cái sản phẩm về đặc sản thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh mà có giá trị đặc sắc để mà làm cái quảng bá và giới thiệu đến cái du khách khi đến Huế. Thì Sở Công Thương cũng đã phối hợp với các ngành triển khai, bên cạnh đó thì cũng đã triển khai một số cái nội dung liên quan đến cái con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng như là con dấu nhận diện sản phẩm đặc sản Huế để khẳng định chứng nhận cho những cái sản phẩm mà đặc sản của Huế mà đảm bảo cái chất lượng, cái uy tín, cái xuất xứ để mà
giới thiệu đến các du khách trong quá trình khi tham quan và mua sắm các đặc sản Huế. Với mục đích tạo ra những sản phẩm lưu niệm quà tặng mang bản sắc văn hóa Huế và đáp ứng nhu cầu của du khách, ngành công thương thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các cơ sở về mẫu mã, bao bì